Ở tuổi 37, Roger Federer vẫn bền bỉ thi đấu, chinh phục các danh hiệu cao quý và khiến nhiều người đặt câu hỏi, bao giờ tàu tốc hành sẽ chính thức dừng lại? Trong cuộc phỏng vấn trên Express, Roger Federer đã trả lời thắc mắc của dư luận. Cách đây 10 năm, tôi chỉ hy vọng mình có thể trụ lại top 10, top 20 vào thời điểm hiện tại. Tôi vẫn sẽ cố gắng đoạt Grand Slam, Masters 1000, thậm chí vươn lên ngôi vị số 1 thế giới. Chỉ khi nào cảm thấy mình không còn là người giỏi nhất, tôi mới dừng lại. Với những gì Federer thể hiện từ đầu giải, tàu tốc hành có lẽ sẽ chưa dừng lại ở chặng ga cuối cùng sau mùa giải này. Ở Madrid Open mới đây, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn thể hiện cực tốt dù vắng bóng sở đất nền trong 3 năm qua. Anh chỉ mất 52 phút để đánh bại Gasquet, qua đó giành vé vào vòng 3 gặp Gael Monfils. Sau trận thua ở bán kết Monte Carlo và Barcelona Open, Rafael Nadal được kỳ vọng sẽ giả được cân khác danh hiệu Madrid Open năm nay. Trong trận ra quân gặp tài năng trẻ Félix Auger-Aliassime đến từ Canada, Nadal không gặp mấy khó khăn để giành vé đi tiếp. Set đầu, Félix mắc đến 30 lỗ đánh bóng hỏng, trong đó có đến 16 lỗ đến từ những cú thuận tay, tạo điều kiện cho Nadal vượt lên dẫn trước với tỷ số 6-3. Sang set 2, tay vợt người Canada lần đầu tiên bẻ được game giao bóng sau lỗi kép của Nadal, qua đó rút ngắn cách biệt xuống còn 3 năm. Trong khoảng thời gian còn lại, Félix nỗ lực cứu nguy tới 5 match point trước khi gác vợt với thất bại chung cuộc sau 2 set với cuộc tỷ số 3-6. Tại vòng 3, Nadal sẽ gặp Tiafoe, bại tướng của chính anh ở tứ kết Australian Open năm nay. Trước thềm Madrid Open khởi tranh, David Ferrer đã thông báo đây sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của anh. Sau chiến thắng 6-4, 4-6 và 6-4 trước người đồng hương Roberto Bautista Agut ở vòng 1, David Ferrer bước vào vòng 2 với đối thủ là tay vợt số 4 thế giới, Alexander Zverev. Trong một ngày thi đấu mà Zverev thể hiện đúng phong độ, lão tướng người Tây Ban Nha đã không thể làm nên bất ngờ với thất bại chung cuộc 4-6, 1-6. Sau trận đấu, David Ferrer nhận được tràng pháo tay từ các khán giả có mặt trên sân, khép lại sự nghiệp với 27 danh hiệu ATP, trong đó có 18 chiếc vô địch trên sân đất nền. Với màn trình diễn hết sức ấn tượng ở ngay lần đầu tiên tham dự và lọt vào đến trận chung kết mùa giải 2018, VIP xứng đáng được xem là ứng viên vô địch nặng ký nhất của giải lần này. Họ đã mang đến Việt Nam dàn sao bao gồm Courtney Swan, Samantha Cash, Jamai McDonald, vân vân. Trong đó chủ công Samantha Cash với chiều cao 1m96 từng thi đấu tại Olympics trẻ trong thành phần đội tuyển Mỹ. Không chỉ có VIP, hai đội bóng Trung Quốc cùng U23 Thái Lan hứa hẹn sẽ mang lại những trận cầu hấp dẫn. Đại học Nam Kinh chính là nơi cung cấp nhiều cầu thủ triển vọng cho đội tuyển tỉnh Giang Tô, chính là nhà vô địch của giải VTV Bình Điền 2018. Trong khi đó, Tứ Xuyên chỉ là một trong những cái nôi của bóng chuyền nữ Trung Quốc, từng đóng góp phân nửa quân số cho tuyển Trung Quốc giành huy chương vàng tại Olympics 1984. Cúp VTV 9 Bình Điền 2019 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại nhà thi đấu tỉnh Kiên Giang. Năm nay, ngoài 3 đội bóng nữ hàng đầu Việt Nam là VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương và Thông tin Liên Việt Postbank, giải đấu còn có sự xuất hiện của tân binh Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đội bóng vừa mời được hai tay đập rất mạnh là Holy Toliver, năm ngoái khoác áo câu lạc bộ VIP, và Yalis Pasa, Thổ Nhĩ Kỳ. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Lim hiện đang có mặt ở Trung Quốc để tham dự các giải câu lạc bộ hạng A của nước này, thi đấu ở vòng 5 cho câu lạc bộ Giang Tô. Quang Lim với Elo 2704 dự đoán có trận đấu dễ dàng với đối thủ Nai Xin Giang, Elo 2350 của câu lạc bộ Trùng Khánh. Tuy vậy, bất ngờ đã xảy ra khi đại kiện tướng Việt Nam thất thủ sau 42 nước cờ. Ván thua này khiến cho đội tuyển Giang Tô nhận thất bại chung cuộc 1,5, 3,5. Vòng 6 gặp câu lạc bộ Quảng Đông, Lê Quang Lim bắt tay hòa cờ với Quang Hào sau 36 nước đi. Chung cuộc, đội tuyển Giang Tô đã thua 2-3. Sau 6 vòng, Giang Tô đang xếp chót bảng chỉ với 1 điểm sau 1 trận hòa và 5 trận thua. Với Lê Quang Lim, anh bị trừ 8 elo, bị bật ra khỏi top đại siêu kiện tướng thế giới với mức elo hiện tại là 2.696, đứng hạng 38 thế giới. Với lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái khi dẫn trước series với tỷ số 3-1, Milwaukee Bucks tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng trước Boston Celtics. Trong ngày thi đấu mà Giannis tỏa sáng ở mọi mặt trận với 20 điểm, 8 rebounds, 8 kiến tạo, 2 steals và 2 blocks, Bay Hill đã không cho đối thủ cơ hội nào để lật kèo. Với thất bại 91-116 mà Celtics phải nhận là hoàn toàn xứng đáng cho sự bạc nhược của đội khách. Ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía họ là Kyrie Irving cũng chỉ ghi được 15 điểm, trong khi phần còn lại của Celtics gần như không đóng góp được gì. Với Bucks, thắng lợi 4-1 ở loạt series với Celtics đã giúp Bay Hill ghi tên vào trận chung kết miền Đông. Đối thủ của Giannis cùng với các đồng đội sẽ là đội thắng trong series giữa Raptors và Sixers.